năm 1967, sau bữa tối, bà mẹ 7 con Betty Andreessen sống ở South Tasburnham, một thị trấn nhỏ phía bắc Massachusetts, Mỹ, đang tắm rửa và đánh răng trong bếp. Khi đó, James, chồng cô bị tai nạn ô tô phải nhập viện. Ông bà ngoại đang giúp đỡ chăm sóc các cháu nhỏ trong phòng khách. Bỗng đèn trong bếp nháy hai lần rồi đột ngột phụt tắt. Gần như cùng lúc đó, một tia sáng kỳ lạ màu hồng từ cửa sổ chiếu vào. Betty lập tức bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Betty dường như không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra với mình. Cho đến 10 năm sau, thông qua thôi miên hồi quy, mọi ký ức về cuộc gặp năm đó bắt đầu tái hiện một cách sống động. Vụ bắt cóc kỳ lạ nhất trong lịch sử UFO, chứng kiến Phượng Hoàng tái sinh trên hành tinh lạ. Quá trình thôi miên của Betty được thực hiện bởi nhóm của tiến sĩ Harold Edelstein, một chuyên gia nổi tiếng được giới thôi miên công nhận và là giám đốc của Viện Thôi miên New England. Thông qua thôi miên, Betty đã nhớ lại một cách sống động cảnh tượng ngày hôm đó, một vài sinh vật kỳ lạ, có lẽ là người ngoài hành tinh, xếp hàng xuyên qua bức tường vào căn bếp, người đi đầu cao khoảng 1,2 mét, màu xám. Họ mặc đồng phục màu xanh đậm phát sáng, trên cánh tay trái có đeo băng tay hình con chim sắp cất cánh. Người đội trưởng đột nhiên lên tiếng, nhưng là dùng truyền cảm tư duy không âm thanh để nói chuyện. Anh ta giới thiệu mình tên Wasga, rồi chỉ bàn tay kỳ quái chỉ có 3 ngón được giấu trong chiếc găng tay để chào hỏi Betty. Betty cảm thấy đối phương không có ác ý, nên lịch sự hỏi họ có muốn ăn gì không. Thật bất ngờ, họ nói muốn ăn tri thức dùng lửa kiểm nghiệm. Betty có chút bối rối, nhưng sau đó cô đã tặng họ một cuốn kinh thánh. Người đội trưởng cũng trao cho cô một cuốn sách mỏng màu xanh lam. Betty nhanh chóng lật qua cuốn sách, trong đó có đầy những bức tranh, một vật thể màu xám bạc có hình dạng giống như một cuộn dây ở trên cùng, còn có một bánh xe, bên trong bánh xe có 4 vật thể. Betty gấp cuốn sách lại, lịch sự hỏi họ tại sao họ lại từ xa đến và có việc gì. Người đội trưởng nói rằng họ đây để giúp đỡ nhân loại, bởi nhân loại đang tự hủy hoại chính mình. Ngay sau đó, người đội trưởng nhìn chằm chằm vào Betty. Rất nhanh cô mất đi lực phản kháng và ngoan ngoãn đi theo họ. Lúc này cô phát hiện chân mình đã rời khỏi mặt đất, thân thể lơ lửng trên không trung, cùng bọn họ xuyên qua tường mà đi ra ngoài phòng. Ở sân sau nhà, Betty nhìn thấy một vật thể hình bầu dục đang chờ sẵn. Đáy của phi hành cơ đột nhiên biến thành trong suốt, trang trí bên trong y hệt bức tranh trong cuốn sách màu xanh lam mà cô vừa xem. Rất có thể cuốn sách đó là thuyết minh về đĩa bay. Đáng tiếc là sau đó cuốn sách đã bị người ngoài hành tinh lấy lại, nếu không nó hẳn sẽ là một chứng cứ tốt. Sau đó một cánh cửa mở ra, cơ thể Betty trôi vào một cabin nhỏ có mái vòm. Thân thể cảm giác như hoàn toàn không có trọng lượng. Có hai người ngoài hành tinh dẫn cô đi dọc một hành lang dài. Sau đó cô buộc phải trải qua một lượt các bài kiểm tra sức khỏe. Betty bị đâm nhiều mũi kim khác nhau. Khi cô cảm thấy quá khó chịu, Wasga bèn hô tay hướng về phía cô. Thật kỳ lạ, ngay lập tức Betty không còn cảm thấy đau nữa. Cuộc kiểm tra sức khỏe tuy có chút khó chịu, nhưng đó là điều rất cần thiết để đưa Betty đến hành tinh của họ. Sau đó, Betty được ngâm trong một cái nắp đậy kín như một quả đào đóng hộp để giúp cô thở. Họ nhét một cái ống vào lỗ mũi cô và một cái vào miệng. Một chút chất lỏng ngọt ngào từ ống tuyếp trên miệng chảy vào, mùi vị không tệ, khiến Betty cảm thấy dễ chịu hơn một chút. May mắn thay, không mất nhiều thời gian để đến đích và Betty được thả ra. Thế giới đỏ và xanh. Có hai người ngoài hành tinh chịu trách nhiệm dẫn cô lơ lửng lướt đi trong một đường hầm tối tăm, sau đó xuyên qua một chiếc gương màu bạc và đến một thế giới màu đỏ. Tại đây mọi kiến trúc đều màu đỏ, không có cảnh quan tự nhiên hay bất kỳ loại cây cỏ nào. Chỉ có những sinh vật giống khỉ bò lởm ngởm, không có đầu. Trên cổ mọc ra hai con mắt to như xúc tu của ốc sên, trông rất quái dị. Ba người trôi qua hành tinh đỏ với tốc độ rất nhanh, một lát sau liền xuyên qua một tấm gương khác đi tới một thế giới màu xanh lục. Ở đây khắp nơi đều có thực vật kỳ dị, tràn ngập màu xanh, phong cảnh tươi đẹp, có đại dương rộng lớn trong sương mù. Loài cá ở đó trông rất đặc biệt, nhìn giống như chim nhưng có vây. Ngay lúc Betty đang kinh ngạc, hai người ngoài hành tinh đột ngột dừng lại. Lúc này một kim tự tháp khổng lồ hiện trước mắt cô. Tòa kim tự tháp màu trắng với một cái tượng hình đầu trên đỉnh. Betty vô cùng ngạc nhiên, đó không phải là hình tượng của người ngoài hành tinh mà
mà là hình tượng của một người trái đất, chính xác là người Ai Cập, nhưng nó không phải là một khuôn mặt tròn trịa như tượng nhân sư, mà là đầu của một người Ai Cập với khuôn mặt đầy đặn, trông giống đàn ông cũng giống phụ nữ. Lẽ nào người Ai Cập cổ đại cũng từng đến đây, hay họ đã từng là chủ nhân của nơi này? Ngay lập tức Betty được đưa bay qua đỉnh tháp, cô nhìn thấy một thành phố mờ ảo phía chân trời và một bầu trời màu xanh bao trùm những cánh đồng xung quanh. Nhưng kỳ lạ thay, nơi này không thấy mặt trời. Hóa ra nguồn sáng đến từ một viên pha lê khổng lồ tỏa sáng chói lọi. Vẻ đẹp kỳ lạ của nó khiến người ta phải kính sợ. Phượng Hoàng Niết Bàn. Trong ánh sáng rực rỡ xuất hiện một con chim khổng lồ sừng sững. Con chim trông giống một con đại bàng với cái đầu màu trắng và đôi cánh dang rộng. Phía sau nó là thứ ánh sáng chói lóa trắng như tuyết, càng lúc càng mạnh. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên nóng như thiêu đốt. Ngay cả Betty ở phía xa cũng cảm nhận được hơi nóng đến mức muốn chạy trốn. Nhưng con chim chỉ đứng đó bất động. Những ngôi sao vàng nho nhỏ xuất hiện khắp nơi. Ánh sáng ngày càng mạnh, không khí càng ngày càng nóng, rồi đột nhiên ngọn lửa xuất hiện. Betty cảm thấy nóng khủng khiếp, đến mức không thể không nhắm mắt lại và hét lên đau đớn. Đến khi cô cảm thấy ánh sáng đã đi qua, nhiệt độ thiêu đốt cũng hạ xuống, cô mới từ từ mở mắt ra. Con chim lớn biến mất, nơi nó đứng không có gì ngoài một ngọn lửa nhỏ. Ánh lửa tắt dần cho đến khi biến thành tro. Sau đó, một cảnh tượng không thể tin xuất hiện. Một con sâu đang vặn vẹo trong đống tro tàn. Sau đó, Betty nghe thấy một giọng nói lớn, nói rằng họ đã chọn cô vì cô là một tín đồ Cơ Đốc giáo sùng đạo. Họ hy vọng cô sẽ tiết lộ với thế giới những cảnh tượng cô đã nhìn thấy. Những gì bạn tín ngưỡng, những gì bạn tin cậy, nhất định sẽ giáng lâm. Nếu miêu tả của Betty là đúng, thì có thể cô đã nhìn thấy cảnh tượng Phượng Hoàng Niết Bàn trong truyền thuyết. Sau đó, Betty được nhóm tiến sĩ tiếp tục thôi miên đoạn hồi ức này thêm một lần nữa. Lần này, Betty thậm chí còn nhớ lại nhiều chi tiết hơn. Cô phát hiện con chim lớn trông giống hệt con chim trên chiếc băng tay của người ngoài hành tinh. Tất cả tương tự với cảnh tượng Phượng Hoàng tắm lửa phục sinh được mô tả trong cuốn Bách Khoa Toàn Thư của Collier, một trong ba bộ Bách Khoa Toàn Thư lớn của thế giới. Cuốn Bách Khoa Toàn Thư của Collier nói rằng Phượng Hoàng có thể sống hơn 100 năm. Cuối đời, nó xây tổ bằng cành cây hương. Sau đó, nó phóng hỏa đốt tổ. Trong lửa bừng bừng, cả Phượng Hoàng và tổ của nó biến thành tro. Từ trong tro tàn, một con sâu bò ra. Con sâu đó lại trưởng thành một con Phượng Hoàng. Sau đó, Betty nhanh chóng được người ngoài tinh đưa về nhà. Lúc đó, mọi người trong nhà vẫn bất động. Không ai biết cô đã mất tích và quay về. Cũng không ai nhớ đến những chuyện kỳ lạ của ngày hôm đó. Bản thân Betty cũng chỉ còn lại một chút ký ức mơ hồ. 8 năm sau, khi Betty nhìn thấy trên báo rằng trung tâm nghiên cứu UFO đang thu thập các báo cáo về việc mục kích UFO, cô mới mơ hồ nhớ đến cuộc phiêu lưu này và quyết định viết một lá thư cho nhóm nghiên cứu. Thông điệp của người ngoài hành tinh. Nếu câu chuyện của Betty là sự thật, vậy thông điệp người ngoài hành tinh muốn cô nhắn nhủ đến nhân loại là gì? Trong lần thôi miên cuối cùng, người ngoài hành tinh bắt đầu liên lạc với nhóm nghiên cứu thông qua Betty. Họ nói rằng có tới 70 chủng tộc ngoài hành tinh đến thăm trái đất, một số đến từ các tinh cầu xa lạ, một số đến từ những nơi mà người trái đất không biết, cũng có những người có ý định tốt và cũng có những kẻ có ý định độc hại. Khái niệm về thời gian của họ khác với chúng ta. Đối với họ mà nói, quá khứ, hiện tại và tương lai của không gian chúng ta đều là một. Các nhân viên nghiên cứu hỏi họ có nhìn thấy tương lai không và làm thế nào để họ có thể nhìn thấy nó. Và câu trả lời là có. Khi trái tim bạn phụng hiến cho chân lý và tình yêu thì mỗi người đều có thể nhìn thấy. Các nhân viên nghiên cứu lại hỏi, tức là sẽ có người rất sớm có thể thấy, có người vĩnh viễn không thấy, có phải vậy không? Họ trả lời, đúng vậy, nó làm người ta rất khổ tâm vì tương lai nguyên là được lưu cấp cho toàn nhân loại. Trong cuộc trò chuyện, người ngoài tinh cũng lưu lại một vài câu châm ngôn cho nhân loại. Con người nguyên có thể trở nên rất cao cấp, nhưng lòng tham đã cản trở sự tiến bộ của họ. Ai có trái tim tràn đầy nhân ái thì sẽ có được hết thảy. Phương hướng các bạn đang tìm kiếm là sai lầm. Những thứ đơn giản bình thường xung quanh bạn, không khí bạn thở, nước bạn uống, đại địa ấm áp và lửa chữa lành vết thương cho bạn,
chúng đều có sức mạnh bên trong nhưng lại bị bỏ qua. Bạn nghĩ bạn đã nhận thức được chính mình, kỳ thực không phải như vậy. Bạn không biết bạn được cấu thành như thế nào, bạn không biết lực lượng mà bạn sẵn có, bạn còn không biết tình yêu quảng đại thế nào. Câu chuyện của Betty dù ly kỳ quái đản nhưng nó được coi là trường hợp UFO có giá trị nhất từng được ghi nhận. Toàn bộ câu chuyện đã được nhiều bên kiểm chứng. Đầu tiên, Betty là người có nền tảng mỹ thuật thâm hậu, đã vẽ một lượng lớn các bức tranh mô tả chi tiết trong trạng thái thôi miên. Giữa những bức hình này không hề có sự mâu thuẫn hay mất liên kết, không hề có điểm nào sai sót nếu nó là biên tạo. Thứ hai, Becky, con gái của Betty sau đó cũng được thôi miên, hồi ức và kết quả hoàn toàn khớp với mô tả của người mẹ. Quan trọng hơn, cả Betty và con gái Becky đều vượt qua bài trắc nghiệm kiểm tra nói dối nghiêm ngặt, chứng minh rằng họ không nói dối. Trung tâm nghiên cứu UFO đã dành cả năm nghiên cứu trường hợp của Betty và công bố 3 báo cáo bí mật với tổng cộng 28 trang. Cuối cùng họ nói, trước những bằng chứng rất có giá trị, những nghi ngờ của chúng tôi đã bị loại bỏ.